Như vậy thì mấy lần mà con hay lên clip nè, rồi cái phần căn của con vô con múa con làm những cái điều pháp hay điều này kia đó đó, thì nhiều cái kênh mà con làm những hiện tượng mà mọi người cảm thấy nó hơi khác thường. Vậy tại sao hồi nãy giờ con ngồi với sư cô chưa chưa thấy con thể hiện tượng đó, là nguyên nhân vì sao hả con ha? Theo con cảm nhận sao? Cái đó là người ta cho con là giả thì con là giả. Người ta cho con là giả hả? Mà thật cũng được, giả cũng được. À, giả cũng thật vật. Nhưng mà ý sư cô muốn nói là sao có ngồi với sư cô Liên Nghĩa đây, mà tại sao sư cô muốn mời cái phần căn nào ở trong người đó ra để gặp sư cô Liên Nghĩa được không? Được. Được không? Rồi, như vậy thì Liên Nghĩa tin thành tâm phụng tỉnh chư lực vị nào ở ở trong thân ngoài thân của bé Ven ha. Thì Liên Nghĩa cũng xin thành tâm cũng như là cung kính các chư vị hương linh nào đó mà Liên Nghĩa thì không có chứng được thiên nhãn thông, tha túc thông, thần túc thông, rồi tha tâm thông. Rồi con uống nước đi ha, Di Đà Phật ha. Rồi quý Phật tử thân mến, thì Liên Nghĩa đang chuẩn bị thử coi mời liệt vị ở trong trong thân của bé Ven coi như thế nào, coi bé Ven có hiện tượng có khác hơn mấy cái video khác không ha. A Di Đà Phật. Rồi A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Đây, con nóng quá thì có thể mở quạt thử coi có cái quạt nó bị rò không. A Di Đà Phật. Bé Ven đang lại Phật ha, Phật tử ha. Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Con đó. Bây giờ bé. Bây giờ. Liên Nghĩa mời bé Ven. Liên Nghĩa mời bé Ven vô thành tâm nhà bé Ven hơi được thì bé Ven vô đó. A Di Đà Phật. Bé Phật tử thấy không? Bé Ven vô bằng áo tràng đó, đi vòng vòng cái chùa Liên Nghĩa đó Phật tử. A Di Đà Phật. Đó, bé Ven lại Phật. Đó. A Di Đà Phật. Xin quý Phật tử coi ha. Cái này thì nó đúng ra thì mình không tin không được, bởi vì hành căn rồi rất là khổ, thương em dữ lắm Phật tử à. A Di Đà Phật. Mong quý Phật tử coi mà cảm thông. A Di Đà Phật. Đó. A Di Đà Phật. 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 Phật bé Ven đi vòng vòng đó, bé Ven đi vòng. Đó địa ngục đó. A Di Đà Phật, mày ngồi chuẩn bị vô trong đi ha. Để thương quá đi. A Di Đà Phật. 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 Rồi bây giờ là Liên Nghĩa muốn hỏi chư vị ở bên trong và xác của bé Ven là ai đó, có thể cho Liên Nghĩa biết được không? Có lẽ cho Liên Nghĩa ngồi gần xác bé Ven được không? Cho không? Hả? Là chị Diên Hành Pháp, thí chủ từ Bi Đô Tha. Tùy duyên hành pháp hả con hả? Bây giờ Liên Nghĩa muốn muốn xưng như thế nào với chư vị đây? Cháu chỉ là robot sắt đá máy thôi. Robot sắt đá sắt máy thôi hả? Robot từ đâu, nói cho Liên Nghĩa nghe coi nè. Robot là sắt na thần tứ đề cao pháp giang giác. A Di Đà Phật. Thân gì đâu, nói Liên Nghĩa nghe. Đó là thần tứ đại. Thần tứ đại, tứ là gì? Tứ là đất,
nước gió lửa. À, đại là gì? Đại là gì? Nói cho Lê Nghĩa nghe coi. Hôm nay đối đối diện trước cả robot nào đó mà Lê Nghĩa chỉ biết trên mạng thôi chứ không có trực tiếp. Vậy thì hỏi cái robot là tứ là gì và đại là gì? Nếu giải thích được. Đừng làm khó ta. Không phải làm khó mà mình đã xưng robot rồi thì mình phải hiểu. Ha. Mình phải hiểu được tứ là gì, đại là gì. Mình phải giải ra. Tứ đại dây không đó. Dây không là sao, nói nghe nè. Là chữ gì bốn lai tánh không? Bốn lai tánh không, dịch ra bốn lai tánh không là sao? Bốn lai tánh không là không nhiễm bởi sắc, không nhiễm bởi trần, là không tham sân si, không dục vọng ô minh, luôn quán tưởng lòng từ bi yêu thương cao pháp, là ngũ uẩn dây không, là thân tứ đại hành ấm đó. À, thì bây giờ robot cứ nói cái câu này thì robot của nó tới nó lui hoài cũng cái câu này, tao bao nhiêu clip rồi cũng cái câu này. Nhưng mà phải giải nè, bây giờ hỏi nè, hỏi từ đoạn, giải từ đoạn tôi mới thôi, tôi mới nãy, chứ còn tôi nghe trên mạng nhiều quá rồi. Hăng là mọi người ta cũng ấy rồi, bây giờ là Lý Nghĩa muốn hỏi là chư vị bên trong là robot, là robot làm sao? Là robot là cái người đó là một cái vong linh hay là một cái hình tượng robot hay là cái như thế nào mới gọi là robot chứ? Chứ robot là sự nhẫn nhịn. À vậy không phải robot là sắt đá, mà robot là sự chịu đựng đó. À, sự chịu đựng phải không? Nhưng bây giờ sự chịu đựng, vậy thì bây giờ là ai chịu đựng? Bé Ven chịu đựng hay là robot chịu đựng? Ai chịu đựng nè, nói nghe coi. Là tâm và sát đều đồng tâm tương ứng đó. Tâm và sát chịu đựng phải không? Tâm con nói bây giờ robot là nói robot là nó là tâm và sát chịu đựng. Như vậy thì mình có cảm thấy là mình chịu đựng chưa? Hả? Bây giờ cái robot ở trong đó có tu không? Hả? Có tu không? Nếu nói có tu thì phải giải cái tu như thế nào? Còn nếu nói không tu phải giải cho tôi không tu. Chứ tu là Liên Nghĩa, sư cô Liên Nghĩa này là phải, bữa nay là phải hỏi ra cho bằng được. Chứ không để tự tiện mà nè, thật không thật, giả không giả, là ma không ma mà đời không đời, đạo không đạo, rồi dương không dương, âm không dương, thì hành cho cái xác này rất là bậy. Chứ không phải có bao nhiêu đó này, nói bao nhiêu đó là có nhiêu đó, là bao nhiêu clip cả cái thế giới cũng có bao nhiêu đó hả? Hạnh nhẫn nhục, rồi thiền bát nhã, rồi cây thân bồ đề. Bây giờ là robot nói câu nào tôi phải hỏi lại câu đó và giải thích cho tôi mới đáp, tôi mới chịu. Vậy Liên Nghĩa muốn hỏi như vậy đó. Ngài đã được tâm thanh tịnh chưa, nhưng muốn giải đáp với ta. À, tâm thanh tịnh hay không tùy ở bên Liên Nghĩa biết. Còn bây giờ cái phần ở trong có thanh tịnh không, hay là Liên Nghĩa đang nói chút xíu là cái ở trong là đã sắp chữ sân si. Mà mình đã nói mình sân si rồi á, thì mình nói người ta phải nhẫn nhục, mà chính mình không nhẫn nhục rồi mình nói người ta không nhẫn nhục đó. Người ta chỉ hỏi mình cái là mình đã muốn khắc gắt khó khăn lên rồi, thì nhẫn nhục ở đâu? Bây giờ Liên Nghĩa phiên là ở trong thân ngoài thân gì của bé Ven này tôi không biết, đời hay đạo gì tôi không biết, nhưng mà tôi chấp nhận lên cái clip này là để đối diện với bên trong của cô Ven, là phải gắng cố gắng. Bây giờ không biết robot hay đời hay đạo hay lớn hay nhỏ hay giống giả nào Liên Nghĩa không biết, nhưng mà Liên Nghĩa muốn rằng chúng ta phải nên cố gắng lại, bởi vì trên cái thế gian này á còn nhiều người tu lắm, còn tất cả các bậc trưởng lão lớn hơn nữa kìa. Mình không là cái gì đâu. Nếu mà cái robot mà mình nói cho hay mình tu, thì mình lật đật mình lo mình tu, mình nương cái xác mình tu đi, rồi mình mới tái sanh trở lại là mình làm một vị hòa thượng, làm một vị xuất gia tu hành chay trì chay giữ giới nhẫn nhục đó, rồi mình học hành, rồi mình trường lớp, rồi mình độ sanh độ tử, giống như hòa thượng Thí Quảng nè, hòa thượng Thích Thanh Từ nè, hòa thượng Tịnh Không nè, hòa thượng thích
chân quang nè các bà hòa thượng lớn. Nếu mà robot nói cho hay cho dữ như vậy thì các robot sẽ hơn tất cả các chị tu sĩ khác sao? Nếu robot nói một tu thì cả là robot nói là robot từ ở trong lẫn xác lẫn ở trong, thì tại sao lại đem cái xác vô những cái nơi tầm bậy như vậy là chật rồi. Giả hay không thật không năm không dám nói lên giả, nhưng mà tất cả các dông giả nào đó là làm tầm bậy rồi đó, đang dẫn bé Ben đi con đường bậy. Đó. Thì bây giờ trong cái quá trình mà robot hành xác khổ sở hoặc dông giả nào khổ sở đó, đó. Không, có thể là một vị tu đó, nhà của quyền của bé Ben cũng có người tu vậy. Em ơi, em có cần gặp sư cô phải không? Dạ. Có chuyện gì không cưng? À, điện thoại bạn hả? Đi đây rồi mai sư cô ra. Nha, sư cô đang có công việc chút nha. Ừ. Con em có tiền cho sư cô mượn, cho đóng tiền trả sư cô trả cho thiệt. Nè nè, cho lại lấy của chú này đi. 44 ngàn. Ờ, 44. Đó, robot thấy đâu không? Bây giờ robot nói mà Liên Nghĩa nói lại thì robot cũng tin. Vậy thì Liên thì robot nghĩ sao? Phải, nếu mà mình có người mình mà hiểu nói đạo hay mà là một vị chân tu thật sự thì phải đối diện với Liên Nghĩa. Rồi phải giải thích cho Liên Nghĩa tứ đại là gì, tứ là gì, đại là gì, nhẫn nhục ba la là gì mới gọi là hay. Chứ còn cái câu đó là nó quá gành này. Cả cộng đồng, cả thế giới ai cũng biết cái điều này hết rồi. Và cuối cùng ở bên trong đem lợi lạc gì cho cái xác này đây? Không đem lợi lạc gì hết. Còn Liên Nghĩa có đem lợi lạc cho chúng sanh đó. Liên Nghĩa dặm nhà bé Mơ là thông đường mở đường đó, bé Mơ hết bệnh đó. Người ta nằm ở đây nằm giống ngủ hành hạt 7 năm, Liên Nghĩa tới cúng là hết đó. Ta mập mạp ta đi làm đó. Liên Nghĩa không có nói pháp bằng ở bên trong của bé Giang. Liên Nghĩa chỉ làm không à. Mà làm tới đâu là thành tựu đó. Ai nằm không chết, Liên Nghĩa đến cúng quải nhẹ nhàng hành, người ta hành xác mà Liên Nghĩa đến cúng nói chuyện cái là người ta ra đi nhẹ nhàng. Không có làm, không có hành, không có nói pháp nhiều. Không có nói pháp nhiều như bé Giang. Mít lòng trước đặng lòng sau, thắng tộc tàu đau bằng lòng gỗ. Ở đây là Liên Nghĩa nói ở bên trong của bé Ben. Đó. Thành thử ra ai không dám chứ Liên Nghĩa là dám à. Bây giờ hỏi nói pháp thì rất hay, nhưng phải dịch ra. Giống như người ta đi học tiếng Anh cũng vậy. Người Việt Nam học tiếng Anh rồi cái chữ ờ, hello là gì, ok là gì, dịch tiếng ra. Còn các vị nói đạo thì các vị phải dịch ra. Đó, vậy mới gọi là đúng. Mình phải đổ cho cái xác từ ở bên trong đến bên ngoài. Phải tịnh tâm, phải bỏ hết những cái điều xấu xa, những cái điều mà tị lạ, những cái bia rượu là bỏ nè, không cho uống nè. Những cái nơi giúp ngã mình không cho đi vô nè. Đó. Người ai nói gì mình cũng đi, rồi ai kêu mình làm gì mình cũng làm hay sao? Rồi mình nói pháp để làm cái gì? Mình nói để cho người ta học hỏi, để người ta tu sửa. Vậy chính bản thân mình có tu sửa hay không? Để căn này có hành, có dẫn xác đi mà chúng ta đi tàn là đi gì đâu không? Thì không đem lợi lạc cho chúng sanh. Thấy được có một cái clip là cảm ơn các cô gì đó gửi tiền về lo cho quý thầy, quý sư cô, được một cái clip đó thấy hay hay được một chút. Cho nên giả là giả mà thật là thật. Đời ra đời, đạo là đạo. Chứ không có kiểu lèn èn. Nếu hồi nãy bé Ben nói là con muốn đạo thì ngay giờ phút này con cạo đầu đi, con đi tu đi, con ở chùa đi. Đó. Rồi con công khu bái sám đi, con học hành đi. Đó, rồi con tu đi. Rồi phước đức đó con đi tới đâu con hồi hướng cho người đó tới đó. Sư Liên Nghĩa ở đây hả, bao nhiêu cuộc điện thoại tới. Không phải là tự phe mình là thánh là Phật.
đó. Nhưng mà Liên Nghĩa đã khi bước tới cái chỗ nào rồi là cái chỗ đó cũng phải nói là họ hài lòng vui vẻ, Liên Nghĩa mới tới. Vậy bây giờ robot thấy nãy giờ vô đây vòng vòng cái âm này, thấy cái âm này sao nè, robot trả lời cho sư Liên Nghĩa kè, nghe coi cái âm này có đẹp không hả, trang nghiêm không? Ừ? Bây giờ nếu tất cả các dông giả nào bên trong bên ngoài, nam hay nữ, lớn hay nhỏ, người xuất gia hay không xuất gia, người đời hay người đạo, hay là một cái cảnh giới nào hay cái vị trí nào Liên Nghĩa không muốn, không biết, nhưng mà Liên Nghĩa chỉ mong rằng chư vị ở bên trong của xác bé ve hãy nương cái xác này hoặc là nương cái xác của người khác mà tu tập đi. Tu không phải nói hành pháp, không phải nói pháp mà hành. Chứ cái xác nói cho hay mà nay đi với ông này, mai đi với ông kia. Rồi người ta cười, người ta chửi cho. Là tu cái gì? Chứ phải chi mấy bé ngồi tại cái nhà, bây giờ bà con cô bác người ta lập cho một cái nhà, tại cái nhà quá đẹp, đẹp hơn cái chùa này nữa. Đầy đủ hết, tam bảo đầy đủ hết. Thì phần trong đổ cái phần xác này ngồi tại chỗ. Ai cần cứ tới mình. Rồi nói pháp tại, các anh em YouTuber nghẹt hết cho coi, ngồi tại chỗ. Rồi đâu đâu được quyền đi, năm mình được đi hai ba chỗ, đi chùa chiền. Đi tới quý thầy, quý cô, đi đảnh lễ quý hòa thượng lớn. Đó. Mình có hay cỡ nào đi nữa mình cũng chưa chắc gì mình hay hơn tất cả các quý hòa thượng lớn. Người bản thân mình đời không đời, đạo không đạo, tu không tu mà nói đó, có bao nhiêu đó, Bát Nhã Ba La Mật hành nhẫn nhục gì đó, có bao nhiêu đó nói tới à. Rồi có được cái gì đâu. Rồi nói cho đã, rồi bây giờ làm bao nhiêu chúng sanh đang phối tâm bồ đề bất mãn. Đấy, mình thấy vậy mình thấy được không? Rồi sao nín thinh rồi? Rồi sư thấy là Liên Nghĩa thấy ven thì phần chết gì đó vô nói với quỷ cái thầy nào đó ấm ấm đó, quỷ thầy nào ở tỉnh nào đó ấm ấm đó. Rồi thầy đó cũng nói chuyện xong rồi xác cũng chỉ xỏ cái thầy đó hung dữ lên. Rồi sao Liên Nghĩa sao xác không chỉ xỏ thử coi nè, đâu coi Liên Nghĩa coi có xác cũng đi đau, xác cũng chỉ dẫn hung dữ đầu lên. Đó, sắc nói là hành pháp gì đâu. Đó. Vậy bây giờ là Liên Nghĩa mong rằng từ đây về sau, nếu phần bên trong mà chưa có được giải thoát mà hành cái xác của bé ven thì thôi cho Liên Nghĩa xin các vị lớn nhỏ hay bà vật xuất gia hay là quý thầy, quý cô hay là người tu hay là người đời, người đạo hay cảnh giới thấp hay cao gì đó mà Liên Nghĩa không biết, thì mong các chư vị cũng nên ẩn bên trong và gắng cố gắng chọn con đường giải thoát, không có nương cái xác của bé ven này nữa, trả lại cho nó một cái thân xác bình thường như xưa, để rồi nó tỉnh táo, nó lo nó tu tập để nó dưỡng cái xác, cái linh hồn của nó, để khi mà ra đi á, tắt thở rồi vô thường nó tới thì mình còn biết đường biết khắc mà mình ra đi. Còn nửa đời nửa đạo như vậy rồi lúc dày lúc khác thì cũng không có hay gì mấy. Liên Nghĩa xin thành tâm thay thế bé ven mà sám hối các chư liệt vị, và các chư liệt vị có hành căn đi nữa, chúng ta hành như đủ rồi, hãy quy Phật quy pháp quy tăng, dầu đời hay đạo gì chúng ta cũng phải quy Phật quy pháp quy tăng hết đó. Chứ không phải nói là tôi không làm thầy ai chứ, tôi tự làm thầy, biết là như vậy. Nhưng mà thầy mình phải quy Phật chứ. Đức Thế Tôn Tự Phụ Bổn Sư, Đức Phật A Di Đà là thầy mình mà mình không chịu quy y, vậy thì bây giờ mình quy y ai? Quy y đâu có phải nhận sư cô Liên Nghĩa làm thầy.
đâu phải nhận hòa thượng nào, sư cô nào làm thầy đâu, mà mình quy làm con của Phật. Mà Phật là có lịch sử, tiền thân Phật có, sự tích Phật có, Phật cũng là phàm tăng phàm tử như ta. Ngài xuất gia học đạo 6 năm khổ hạnh trong rừng già, 49 năm thuyết pháp, Phật chưa nói một lời nào. Những gì Phật thuyết pháp ra đó là những gì là Phật chỉ ôm lại mà thôi. Còn robot nghĩ là robot hay lắm sao? Phật còn chưa hay à? Phật còn chưa nói Phật làm thầy à? Mà những gì Phật thuyết pháp ra đó là những gì chúng sanh đã, căn cơ chúng sanh đã có. Phật nhắc lại cho chúng sanh biết để mà tu sửa. Cho nên phải định, dẫn cái xác định lại, không được cho đi tầm bậy tầm bạ. Nhất là hôm nay đi xuống gặp sư cô Liên Nghĩa tại cái nơi tịnh thất này, là ngay cả các anh em nào đó nếu thương ven thì thương xét ven bằng cái sự tu tập, ủng hộ tinh thần tu tập, không đụng tới cái xác này bằng cái sự ái dục. Đó là cái điểm chính. Bây giờ mình có nói hay đi nữa mà mình gia chạm cái xác phàm lục dục với nhau, đời nam và nữ hoặc là nữ và nữ gia chạm với nhau là cũng chưa gọi là giải thoát. Lời hay cũng chưa gọi là hay. Nếu có phạm chúng ta nên bỏ. Học hỏi là cái gì chúng ta cũng trải qua hết, nhưng mà chúng ta phải bỏ. Mình ghiền đánh bài, tới đó mình cảm thấy đánh bài là không tốt, bỏ. Mình ghiền uống rượu, uống rượu không tốt, sức khỏe, người ta đánh giá, không uống bia, không uống rượu, bỏ hết. Những gì xấu chúng ta bỏ. Cái tường nó nứt đó, chúng ta phải tô cho nó lầm đi. Đâu ai hoàn hảo đâu. Ủa giống giả cũng có tội vậy. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng đâu có thành Phật được. Chúng sanh tạo nghiệp quá, làm sao mình thành Phật? Ngày nào cũng mấy triệu người xuống dưới địa ngục hết trơn, rồi còn chờ ngày đầu thai nữa. Rồi giống giả khổ, giống giả biết tu thì giống giả tối nào cũng vô chùa ngồi nghe kinh. Mà giống giả không biết tu quậy phá thì cứ đi chỗ này chỗ kia quậy phá, cứ dục hết vậy. Vậy có được lại gì không? Kể từ ngày hôm nay là đi ra đi, đứng ra đứng, kiềm chế lại, nhất là ven. Phải kiềm chế lại, bằng mọi giá phải kiềm chế lại hết tất cả mọi thứ. Không để ai vào nhà mình hết trơn, nhà mình đóng cửa. Mà nếu có đi nữa là chỉ là một phần dông thiệt, thì người ta vô một chút xíu, ta thăm viếng gia đình ta ra, chứ người ta không có vậy sống. Bây giờ ven hoặc là cái chư vị nào ở bên trong có thể là biết Phật pháp thì có thể ngồi tại nhà A Di Đà Phật. Thì nếu như từ hồi nãy giờ mà Liên Nghĩa có lỡ nói cái gì mà xúc phạm đi chư vị nào ở bên trong, nếu thật sự chư vị nào có, thì cho Liên Nghĩa thành tâm sám hối chư vị. Đây là cái ý tốt của Liên Nghĩa thôi, muốn cho chư vị bên trong về chùa, về núi, về non, nương các vị trưởng lão lớn mà nghe kinh nghe kệ, rồi buông xả hết những quán thù, những quan trái đó. Những gì mà mình cảm thấy mình còn ngút mắt trong cái trần thế này thì chúng ta buông để chúng ta tu tập, nghe kinh, nghe pháp, rồi chúng ta cầu giải thoát. Đặng mà còn điều thai lẻ lẻ lên, rồi đặng đầu thai lên rồi mình sẽ làm một đứa bé đó. Rồi lớn lên rồi mình sẽ phát nguyện, mình đi vô chùa, mình tu, mình ăn chay, mình niệm Phật, rồi quý thầy quý cô nuôi mình đó. Rồi mình học hành tới nơi tới chốn, rồi mình ra mình làm đạo. Mấy hồi lúc đó mặc sức mà nói pháp, lúc đó mặc sức mà hành đạo. Còn bây giờ cái xác này nó có là cái gì trong sạch tinh khiết đâu mà nương vào đây. Vậy là mình nương vào đây, mình xưng là mình là robot, mình là người cái này cái kia, rồi mình đâu có xứng đáng đâu. Xác này đâu có còn đàng hoàng đâu. Cái xác này nó còn gia chạm là lục dục ái tình, còn sanh còn đẻ, còn mấy đứa con, còn trong người mình nay năm này mai năm kia, mà nói thí dụ đâu có tinh khiết đâu.
Không có quý thầy quý cô nào mà la thẳng vậy trơn, có liên nghĩa là la thẳng đó. Tội vô lãnh hết chưa? Định lại, kể từ ngày hôm nay ghé chỗ cái thất sư cô liên nghĩa rồi là phải định, là phải làm sao cho mọi người thấy. Đó thì xác đi, rồi dông giả nhập vô cái xác rồi đi thấy mấy con chó, rồi chỉ dẫn mấy con chó là chúng bay không có gì đó quý trọng tao thì chúng bay này kia, nó không nên. Không nên nói như vậy. Mình không nên guồng của một cái động vật nào, hay là mình dí con động vật để mình nói cho mình, không nên. Đẳng cấp của mình là không nên. Nếu thật sự bên trong và bên ngoài mình có tu, không nên xúc phạm, không nên xỉ xỏ, không nên cái gì chứ, ngay cả động vật. Con động vật tia vật nhân đồng loại tính người, tia không biết nói mà lòng biết nghe. Thí dụ mình gặp động vật, các chú chó ơi, tôi xin phép các chú chó cho tôi vô lễ Phật nha. Các súc sanh chó ơi, là các súc sanh chó gán niệm Phật ở chùa, gán nghe kinh nha. Sau này các súc sanh chó được an lành giải thoát, đầu thai chữa lợi làm người nha. Đừng làm ác nha. Đó, rồi đầu thai chữa lợi làm người nha các súc sanh chó. Đó mới gọi là một người tu đó, một người đạo đó. Rồi sao giờ không nói chuyện với Liên Nghĩa nữa phải không? Hả? Đứng lên đi à. Giận không? Niệm Phật đi, chắp tay lại. Chắp tay lại. Thấy cũng tội lắm, khổ ghê chứ phải. Đây, vô quay quay Quan Âm đi, quay Quan Âm đi. Quay vô mẹ kìa. Đi quay vô mẹ. Rồi quay vô mẹ ha. Rồi quay vô mẹ nha. Quay vô mẹ đi. Quay vô mẹ đi. Lại đi. Giờ lại mẹ đi. Lại mẹ Quan Âm đi, rồi cầu mẹ cho. Rồi ý đủ duyên thì đó tu. Ha. Tu đi. Rồi, lại đi con, lại đi. A Di Đà Phật rồi đó, rồi. Đó, giỏi, đó, rồi lại mẹ đi, xuất ra đi. Lại mẹ xuất ra. Rồi, đó, xuất gia đi, đó, đâu có xuất gia đó. Gì vậy? Ai á? Bé Ven hay ai? Nói cô Liên Nghĩa nghe coi, ai ạ? Ngủ quá. Ngủ trời rồi ngủ. Thương quá.
đi vô trong ngủ đi con, ngồi dậy. Dậy con. Đi. Rồi dậy con.